vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, nếu phải kể tên một cơ quan nội tạng phải hoạt động cật lực cả ngày lẫn đêm, quý vị sẽ nhắc đến cơ quan nào ạ? Còn tôi thì lá gan chính là một trong những cơ quan quan trọng, đảm nhận nhiều nhiệm vụ nhất trong cơ thể. Quan trọng là vậy, thế nhưng không ít người trong chúng ta ngày nay lại đang tự giết hại sức khỏe của lá gan bằng những thói quen có hại như thức khuya, rượu bia hay một chế độ ăn uống nghèo nàn dinh dưỡng, khiến lá gan tích tụ độc tố, lâu ngày dẫn đến xơ gan, viêm gan, thậm chí là ung thư gan. Và để giúp quý vị giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về gan, thì trong video ngày hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ mách bạn cách giải độc gan vô cùng hiệu quả mà lại không hề tốn kém chi phí, đó là bổ sung những loại quả sau đây vào chế độ ăn uống của gia đình bạn. Hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu đó là những loại quả nào quý vị nhé. Thứ nhất, quả chanh. Đây là loại quả giàu vitamin C giúp gan đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Để loại thải các chất độc ra bên ngoài qua đường ruột và nước tiểu thì cơ thể luôn cần có nước. Bằng cách vắt một ít nước cốt chanh tươi vào trong nước uống sẽ kích thích gan tiết ra nhiều mật hơn, mang lại hiệu quả tẩy chất độc cao hơn. Tốt nhất, mỗi ngày bạn nên uống nước chanh ấm vào buổi sáng. Thứ hai, quả bưởi. Thành phần của bưởi có chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp quá trình làm sạch tự nhiên của gan diễn ra thuận lợi. Ngoài ra, trong vỏ bưởi còn có các chất như flavonoid, có tác dụng trong việc bảo vệ tế bào gan, nhuận gan, hỗ trợ chữa căn bệnh gan nhiễm mỡ thường gặp. Loại quả này nhờ có tính axit nên cũng giúp bạn giảm cân hiệu quả. Mỗi ngày uống một ly nhỏ nước ép bưởi sẽ thúc đẩy mạnh sản xuất các enzyme giải độc gan, đào thải các chất ung thư và nhiều chất độc khác. Tuy nhiên, trước khi muốn sử dụng bưởi để làm sạch gan, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Bởi ăn bưởi có thể gây ảnh hưởng đến một số loại thuốc như thuốc chống tăng huyết áp, tim mạch, hạ mỡ máu. Thứ ba, quả nho. Nho là một loại quả có thể giúp gan, ruột, dạ dày loại bỏ các chất thải trong cơ thể, đồng thời tăng cường chức năng tái tạo máu. Trong quả nho có chứa hàm lượng chất xơ, nước và kali cao, có tác dụng lợi tiểu, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, dẫn đến làm tăng khả năng thải độc của loại quả giàu dinh dưỡng này. Vì vậy, để làm sạch cơ thể, bạn nên thường xuyên ăn nho. Thứ tư, quả táo. Trong táo có chứa chất xơ pectin, có tác dụng đào thải các kim loại nặng được tích lũy từ thực phẩm, đồng thời loại bỏ các vi khuẩn đường ruột, ngăn ngừa các bệnh về gan và da. Mặt khác, axit malic chứa trong nước ép táo có khả năng hòa tan sỏi mật tốt. Chính vì vậy, táo và nước táo rất hữu ích trong việc giải trừ độc tố khỏi cơ thể. Thứ năm, quả bơ. Quả bơ có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe gan tổng thể như chất xơ, chất béo lành mạnh, các vitamin B, C và E. Loại quả này còn sản xuất một chất chống oxy hóa gọi là glutathione, giúp làm tăng khả năng làm sạch của gan. Đặc biệt, bơ rất có lợi cho việc sửa chữa tổn thương gan, bảo vệ gan tránh khỏi các tác động của một số độc tố mạnh mẽ. Duy trì ăn đều đặn 1 đến 2 quả bơ một tuần sẽ giúp nâng cao sức khỏe của gan. Bên cạnh việc lựa chọn sử dụng những loại quả giúp giải độc gan hiệu quả như trên, để giúp lá gan luôn khỏe mạnh, bạn cũng nên áp dụng một chế độ ăn uống thanh lọc cơ thể, tránh ăn các loại đường tinh luyện, hạn chế ăn nhiều thực phẩm ăn nhanh và tinh chế như khoai tây chiên. Quý vị thân mến, việc nhận biết những dấu hiệu bất thường trên cơ thể của chúng ta đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Theo các chuyên gia sức khỏe cho biết, nếu như một ngày nào đó bạn nhận thấy trên cơ thể của mình xuất hiện một trong số những dấu hiệu dưới đây, thì đó chính là lời kêu cứu rằng lá gan của bạn đang bị tổn hại nặng nề. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Dấu hiệu thứ nhất, ngứa da. Gan làm nhiệm vụ đào thải độc tố. Khi chức năng gan suy yếu, khả năng đào thải kém kèm theo chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý lâu ngày dẫn đến tích tụ độc tố gây ngứa da. Do đó, ngứa da có thể xem là một trong những triệu chứng bệnh gan. Ngứa da do bệnh gan có thể xuất hiện trên các vùng da khác nhau, nhưng sẽ ngứa dữ dội ở gang bàn chân và bàn tay. Khi thời tiết nóng, ngứa da do bệnh gan có thể kèm theo nổi mề đay, sần hoặc lan đỏ trên diện rộng. Vào ban đêm thì tình trạng ngứa có thể dữ dội hơn ban ngày. Thường thì các dấu hiệu ngứa do bệnh lý gan sẽ không giảm dù có dùng các thuốc kháng dị ứng. Một số trường hợp ngứa da có thể do dị ứng, bệnh ngoài da, viêm da, côn trùng cắn, tiếp xúc hóa chất. Người bệnh có thể đến chuyên khoa da liễu để thăm khám trước khi loại trừ. Để xác định ngứa da có phải là dấu hiệu bệnh gan hay không thì thường phải thông qua việc chẩn đoán các triệu chứng lâm sàng khác cũng như tiền sử bệnh, đồng thời làm một số xét nghiệm về chỉ số chức năng gan, kiểm tra nồng độ muối mật. Dấu hiệu thứ hai, đau bụng. Đau bụng, đặc biệt là đau hạ sườn phải, thường được biết đến là triệu chứng các bệnh về gan. Chức năng gan trở nên kém đi khiến khả năng tiết mật cũng bị hạn chế. Mật quá ít, khả năng tiêu hóa giảm sẽ khiến người bệnh có cảm giác đau nhẹ. Khi bệnh gan diễn biến nặng hơn, tình trạng xơ hóa nghiêm trọng hoặc có khối u hình thành ở gan cũng có thể gây ra triệu chứng đau nhiều. Chức năng gan suy yếu, việc hỗ trợ tiêu hóa trở nên kém hiệu quả. Nếu người bệnh ăn các
thức ăn cứng, nhai không kỹ, nhiều dầu mỡ sẽ khiến gan hoạt động vất vả hơn, gây ra các cơn đau âm ỉ. Nếu các cơn đau thường xuyên xuất hiện và kéo dài, tốt nhất người bệnh nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và tìm ra nguyên nhân. Vì ngoài là dấu hiệu bệnh gan, đau bụng còn có thể là biểu hiện của đau ruột thừa, sỏi mật, viêm túi mật, sỏi thận. Dấu hiệu thứ 3, vàng da, vàng mắt, một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh gan. Khi da và mắt của bạn chuyển vàng, gan của bạn cũng có thể đang gặp những vấn đề rất lớn. Đây là tình trạng được gây ra bởi sắc tố vàng của da, lòng trắng mắt và chất nhầy. Màu vàng xuất hiện do lượng bilirubin dư thừa có sắc tố màu vàng cam được tìm thấy trong mật gan. Gan khỏe mạnh sẽ dễ dàng loại bỏ bilirubin. Tuy nhiên, nếu gan bị bệnh có thể làm cho da hoặc mắt của người bệnh chuyển sang màu vàng. Có hai kiểu vàng da do gan. Thứ nhất, vàng da sinh lý. Thường gặp khi trẻ được 1 đến 7 ngày tuổi. Tuy nhiên, trẻ vẫn sẽ ăn ngủ bình thường và hiện tượng này sẽ tự hết, không cần điều trị và không nguy hiểm. Thứ hai, vàng da bệnh lý. Biểu hiện ở 3 giai đoạn như sau. Vàng da trước gan. Trước khi mật được tạo thành bởi gan, do sự phá hủy hồng cầu làm tăng lượng hemoglobin quá mức khiến cho gan quá tải và không có khả năng liên hợp cũng như bài tiết tất cả bilirubin, dẫn đến chất này tăng lên trong máu và gây vàng da. Thứ hai, vàng da tại gan. Khi cơ thể mắc các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan khiến cho gan vượt quá khả năng chuyển hóa và đào thải bilirubin dẫn đến vàng da. Cuối cùng, vàng da sau gan. Sau khi mật được tạo ra trong gan, do tắc nghẽn mật nên gan không cho bài tiết theo đường mật vào ruột dẫn đến vàng da. Dấu hiệu thứ tư, rối loạn giấc ngủ. Có nhiều lý do khiến mọi người khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, trong đó không loại trừ trường hợp mất ngủ là dấu hiệu bệnh gan được cảnh báo sớm. Nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ năm 2016 cho biết mất ngủ có thể là đặc điểm ban đầu của bệnh xơ gan và não gan. Theo báo cáo trên, các rối loạn giấc ngủ thường gặp có liên quan đến triệu chứng bệnh về gan, bao gồm chất lượng giấc ngủ kém, hay thức dậy lúc nửa đêm, khó ngủ lại sau khi bị giật mình, thường xuyên ngủ muộn, thức dậy muộn, rối loạn nhịp sinh học, buồn ngủ quá mức vào ban ngày nhiều hơn ban đêm, thời gian ngủ ít hơn 5 giờ hoặc nhiều hơn 8 giờ mỗi đêm. Để biết chính xác đây có phải là những dấu hiệu bệnh gan hay không, người bệnh cần liên hệ thêm với các triệu chứng bệnh về gan khác. Tuy nhiên, dù với lý do gì thì rối loạn giấc ngủ cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bạn, chất lượng công việc và cả cuộc sống. Do vậy, nếu trong thời gian dài không cải thiện thì người bệnh nên sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám. Dấu hiệu thứ 5, chán ăn, khó tiêu, dễ buồn nôn. Gan là cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa. Mỗi ngày, gan sản xuất khoảng 1 lít dịch mật và dự trữ trong túi mật. Trong quá trình tiêu hóa, mật sẽ được tiết vào ruột để tiêu hóa thức ăn. Phần thức ăn sau khi tiêu hóa xong sẽ được gan chuyển hóa một lần nữa trước khi đi nuôi cơ thể. Khi gan yếu đi, hoạt động tiêu hóa sẽ không được đảm bảo, từ đó dẫn đến chứng khó tiêu, đầy bụng, khiến người bệnh chán ăn, buồn nôn. Một số người còn xuất hiện tình trạng tiêu chảy. Do vậy, những dấu hiệu này có thể được xem là biểu hiện suy gan cần lưu ý. Ngoài ra, đầy bụng khó tiêu còn có thể đến từ thói quen ăn uống không lành mạnh, ăn nhiều món chiên xào, thức ăn nhiều dầu mỡ, uống nước có ga. Buồn nôn, ói mửa có thể do bệnh của dạ dày. Việc nắm rõ nguyên nhân gây nên các triệu chứng sẽ giúp việc khắc phục bệnh hiệu quả hơn. Do đó, đến gặp chuyên gia ngay khi có những dấu hiệu ban đầu là việc làm hết sức cần thiết. Dấu hiệu thứ 6, cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Mệt mỏi và uể oải có thể là một trong các triệu chứng về bệnh gan. Lý do được các chuyên gia đưa ra là do gan suy yếu khả năng lọc, chuyển hóa các chất độc hại kém đi, từ đó khiến cơ thể dễ mệt mỏi. Người bệnh thường cảm thấy thiếu năng lượng, hoạt động kém. Hầu hết người bệnh không tự phân biệt được tình trạng mệt mỏi thông thường với triệu chứng mệt mỏi do gan suy yếu. Các chuyên gia ở Anh đã phát triển một phương pháp nhằm đo lường các tác động của bệnh gan đến sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần của người bệnh, từ đó đưa ra các đánh giá về khả năng hồi phục trong quá trình khắc phục bệnh gan. Để đối phó với chứng bệnh mệt mỏi do bệnh gan gây ra, người bệnh được khuyên nên giảm các áp lực công việc, lên kế hoạch nghỉ ngơi, thư giãn và sống tích cực. Nếu các triệu chứng mệt mỏi không thuyên giảm, người bệnh cần đến gặp bác sĩ. Dấu hiệu thứ 7, nước tiểu sẫm màu. Người bị viêm gan do virus, xơ gan, nước tiểu thường có màu vàng sẫm, trường hợp nặng có thể có màu nâu đen. Tuy nhiên, ngoài là dấu hiệu bệnh gan, nước tiểu sẫm màu còn có thể do nguyên nhân khác gây ra như viêm nhiễm đường tiết niệu, thiếu máu, tắc nghẽn ống mật. Một số trường hợp thông thường do dùng thuốc, thực phẩm hàng ngày, cơ thể thiếu nước cũng dẫn đến nước tiểu có màu vàng. Người bệnh nên đến bác sĩ kiểm tra nếu tình trạng này vẫn kéo dài dù cơ thể đã được bù đủ lượng nước, thay đổi nguồn thực phẩm và không sử dụng thuốc.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi phát hiện nước tiểu sẫm màu kèm theo các dấu hiệu như sau: sốt, vàng da, tiêu chảy, ngứa da, đau bụng, đau cơ, kém ăn, buồn nôn, nước tiểu kèm theo máu. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ ích cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.